là cúng dường mà đến mà ví dụ như Phật tử ngoài Bắc thì người ta cung kính này kia, cúng dường phải mượn cái dĩa. Những Đức hỏi mượn dĩa chi vậy? Nói dạ con cúng dường. Nói cúng dường thì đưa đại đi. Hiểu không? Cúng dường thì đưa đại đi, còn mượn cái dĩa chi nữa. Xài là xài tiền chứ đâu phải xài cái dĩa. Mình thì cái gì mình có thẳng. Gọi là trời có nhiều bà mình đã bận biểu công chuyện mà không nói trắng cũng tội nghiệp người ta, quý vị. Cái kiểu mà tiền bạc mà người ta phải làm cực, quý vị, khi cúng người ta cũng nói này nói kia, nhất là mấy bà già già có cái cầm tiền. Thầy ơi con đưa cho thầy tiền này, con cúng cho thầy để thầy làm Phật sự giùm cho con. Cái mình vừa dối tay cái bà gịch lại. Xong cái nói bà làm quê nha, làm quê nha. Rồi cái bà nói thầy con tiền này con đưa cho thầy để thầy nuôi các cụ già, đưa cho con. Bà đưa vậy cái mình dối tay mình lấy giật lại. Cái bà nó sống vô duyên ghê trời. Tự nhiên cái đưa rồi giật lại ngộ ghê. Mong mà gặp cái trường hợp này ngộ lắm nghe. Rồi xong cái mình nói bà lần thứ ba mà đố bà giật được luôn. Đâu đã là cúng rồi sớm muộn mà cũng đưa cho tôi thôi, bà đưa đại đi. Nó dòng do tam quốc chi nhiều cho nó mệt quá đi. Tóm tắt là cúng vô ta bảo. Nó này dòng do cúng rồi thôi. Nhưng cúng rồi đưa đại người ta còn bận biểu cứ đứng lề ghề hoài. Rồi sau cái đầu bà đưa cái nhà đứng này. Ở đây bà được rồi. Trời ơi. Dòng do tam quốc hoài mệt tới ghê luôn. Không mà con người những đức là con người nó thẳng thắn và nó rõ ràng đơn giản quý vị. Không thích dòng do. Nên cái người nào mà đến Nhân Đức mà nói là tác bạch này kia thì Đức nói thôi khỏi. Tác bạch, tác gì niệm Phật đi. Tác bạch, tôi không biết văn tự nhiều. Tác bạch nhiều tôi mắc cỡ dữ lắm. Cái vị còn hơn tôi nữa, tôi không thích như vậy. Hiểu không? Nghĩa là tác bạch cái gì tôi không biết. Mấy cái điều này tôi cũng không biết viết những văn tự đó luôn nữa. Tôi chỉ biết niệm A Di Đà Phật à. Nên đến với tôi là đơn giản nhất là tôi thích nhất. Nên tất cả Phật tử mà biết Nhân Đức là những người đơn giản mới gần được Nhân Đức. Còn đi đến đâu quý vị muốn màu mè gì đó chuyện của quý vị. Nhưng đi đến đây đơn giản nhất, sống vui vẻ, chỉ cần quý vị cười là được rồi. Có nụ cười là ngon rồi quý vị. Trời ơi, một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ, quý vị cười cái chùa này nó mới thịnh đó. Đi đến chùa này giàu nghèo gì cũng vậy, tới giờ ăn cơm ngồi lăn lóc ăn cơm. Mình thấy quý vị vậy là thích rồi đó. Giàu gì cũng vậy, địa vị gì cũng vậy, cứ ngồi vô là cứ nhập cảnh nhập duyên với người ta đi. Như những đứa cũng chơi với mấy người què quặt, chơi với mấy đứa con nít đi xin, chơi với mấy bà đi lụm rác. Có nhiều bà cụ đi lụm rác, lụm bọc, lụm lon đi vô chùa xin gạo, như đứa cứ ngồi chơi với mấy hoài gì. Qua Đại Tùng Lâm ngày nào mà không ngồi chơi với mấy người đó. Cứ là đi tìm những đức thì vô ngồi chơi hỏi han cái chuyện lụm rác làm sao, ngài bán được nhiêu tiền, rồi cái cách lụm là làm sao, có bị chữ hay không. Thì nhờ vậy mà như đức nói chuyện mới phong phú nè. Nên quý vị biết rằng con người tu đừng bao giờ tránh xa con người. Dù mình địa vị gì đi chăng nữa, nhưng đối với con người mình phải thương con người chứ. Địa vị gì không biết, đã là con người ai mà không cần được thương. Thì mình nên thương con người đi quý vị à. Bây giờ quý vị có địa vị gì, xã hội cái chuyện của quý vị, công ty xí nghiệp của quý vị là chuyện của quý vị. Nhưng đã bước vào đây rồi, quý vị nhập cảnh giùm những đức đi là quý vị là người tu đó. Quý vị không cúng một cách, những đức cũng thích quý vị nữa. Đừng có màu mè, đừng có điệu đàn. Bình thường thôi, điệu ở đâu, đúng chỗ điệu thì điệu. Là ở đây đừng có điều. Hiểu không? Nó thật sự thì trong cái cuộc đời này mà nếu mình đụng cái duyên mà cần điệu mình cũng điệu cho qua mặt nó chơi. Còn nếu như cái chỗ mà nó bình thường thì mình chơi bình thường luôn. Thấy không? Bình thường tới cái mức mà thấp nhất luôn quý vị. Đó. Nên dù nhà mình nhà cao có rộng mà đi vào đây có thể đụng duyên đụng cảnh, nằm dưới gạch ngủ, nằm dưới gạch lăn lóc ngủ có làm sao. Thử đi mình coi mình có mình sao. Bây giờ còn nằm dưới gạch lăn lóc, mai mốt cái thân này nó thúi bây giờ thúi sình lên luôn đấy, đừng nó mà ngon lành gì. Hiểu không? Bây giờ quý vị suy nghĩ đi. Trời ơi, chúng ta mà nói hai ngày thôi, chúng ta kiểu như là chảy tứ tung hết trơn à. Một mâm miệng gì nước vàng chảy hai ngày thôi. Ở đây nó hộ niệm hoài ta biết mà, đúng không? Ngày xưa có cái bà tên Cẩm Phùng. Trời ơi cái bà này, bởi vì những đức nói với quý vị, ai mà tu mà người dễ tính thì chết ngon, ai cười nhiều thì chết đẹp. Ai dễ tính thì chết ngon mà ai cười nhiều chết đẹp. Bà nào khó tính keo kiệt thì chết thấy ghê.
Ôi, đi vô chùa mà bao nhiêu đôi dép, gom, lụm mà dép của chùa, lụm. Vậy mà bà cắt hai mấy đôi, giấu trong một cái bao. Cái tâm tham, dù một cái đôi dép cũng tham, tham nặng quá trời nặng. Khi vừa chết đi, hộ niệm ngon lành, hộ niệm đó nghe. Vậy đó mà mấy bà già khác ai cũng thổi tướng đẹp, bây giờ lâu lâu Bồ Tát cũng thị hiện cho mình thấy. Ôi ơi, người nhà chưa vô kịp, rồi đẩy cái nắp quan tài, để cái ký, để cho người ta nhìn gương mặt cái. Lúc hộ niệm thì không sao, mới có vài tiếng sau trong lòng mình có một linh tính, cái bà này thấy cái mồi nguy hiểm. Nếu mà thổi tướng mà người thân mà nhìn cái mà chảy mắt dép thì cho nhìn chi cho nó mệt tiếp. Hiểu không? Niệm 24 tiếng rồi, thường ta 24 tiếng không sao. Nhưng mà riêng cái bà này mỗi ngày bà nặng nề quá, mình thấy cũng nguy hiểm. Mình vô mình coi, mình để mình nhìn cái cho nó chắc thử coi. Chúc người thân vô nhìn cái cho nó yên. Mình vừa đưa cái mặt vô mình nhìn bà, vừa nhìn bà làm nè. Ê. Trời lịch hầu le cái lưỡi dài thòn, ghê. Khi người chết mà nó sình cái lưỡi nó le dài thòn, nó thấy ghê. Mà do không phải ai cũng như vậy. Cái tâm mà lúc mà keo kiệt sân si khó chịu là cái hiện cái tướng chết kỳ cục. Tự nhiên mình vừa nhìn vô cái mà thấy bà mình nó lê. Mắt làm nè. Thấy ghê thiệt, mình nói bà làm gì vậy? Làm nhìn tôi thấy ghê vậy? Tôi lo cho bà mà tôi làm gì bà sao? Kinh, kinh. Thấy không? Ngộ ghê vậy, thấy chưa? Đó, thấy không? Đó là những đức nói này, lúc còn sống săn hẳn khó tính, giận hờn trách móc, rồi thêm cái nữa là thường là nhìn đầu này nhìn đầu kia, không vừa lòng không vừa ý, rồi chết cho mà biết. Lúc mà chết là nó xấu quắc. Quý vị coi một cái người mà lúc bình thường mà cái người mà đi đâu cái mặt cũng trời ơi, ta nhìn mặt là đặt tên đường xá. Đi đâu mà cũng là bà nào mà bước vô, ông nào mà bước vô mà nhìn là biết cái thứ khó chịu nè. Khó chịu mới cái mặt lúc nào cũng. Nên đi vô đây giết là sửa hết. Không sửa là không vô đây được. Sửa hết. Nên nhiều cô mình đi vô đây tu thời gian mà hồi đó mới gặp cũng nhìn cũng thấy ghê lắm. Gì đó mà bây giờ vô đây từ từ giết cũng nay cái mặt. Mà giảng ra nghe. Giảng ra mà khi giảng là chán rộng liền nghe. Người mà khi nó tươi là chán rộng, mà cái người mà nó nhâu là chán hẹp nghe. Quý vị biết người ta mà chán rộng là phước báo đến rồi đó. Mà chán nó hẹp lại là quý vị biết người chết yểu. Hiểu không? Tối ngày gì mà không chết sao được. Gì hoài mà không chết sao được. Nên từ nơi đó bây giờ học Phật rồi không có gì nữa mà. Cứ tối ngày kệ mình cười không đẹp mà mình cứ. Thấy không? Là tự nhiên chán rộng ra. Cái người mà gọi là chán rộng là phước báo đến, hiểu không? Nên từ nơi đó tối ngày đừng có nhau. Đừng có nhau nhau làm chi. Dù nghèo dù khổ. Nghèo khổ là nghèo khổ rồi. Nghèo khổ mà còn nhau nữa thì có đâu mà tiền bạc. Hôm nay chúng ta lặp lại là nghèo nghèo nhưng tuyệt đối không có than. Không có than thở cái dòng do than của mai cho tiền mình đâu. Là mình vui vẻ có khi người ta còn thương mình, ta cho mình cái nghề nghiệp ngon lành. Hiểu không? Cái người mà mặt tươi vui ai gặp mình người ta cũng muốn mời mình về làm việc á chứ. Mặt tươi vui là ta gặp mình ta mời về làm việc à. Còn cái mặt mà tối ngày. Ở bên chùa mới bên kia có ông bà mà như đứa không cho làm việc luôn. Biết kêu bà đi đâu không? Đi rửa nhà vệ sinh. Mà vô rửa nhà vệ sinh cũng đụng với người ta luôn. Cuối cùng biết kêu đi đâu không? Đi ra tuốt ở ngoài ngay chăng cái chỗ mà cái đường cống mà bữa nào ta cũng liện bọc ngoài đó đó. Bắt ra ngoài đó đứng một mình ngoài đó lụm bọc cho sạch. Một mình một không đụng với ai luôn. Bởi vì biết cái mặt gì mà ra ngoài đó không? Bây giờ quý vị coi, bà bưng cơm ra cho người ta, bưng đồ ăn ra cho người ta mà bà bước ra bà đem cái mặt gì nè. Bà được gì cũng đỡ. Bả mà nó không cười luôn, mà nó lạnh ngắt luôn. Nó lạnh kinh khủng luôn mà. Mà lạnh mà còn nhâu nữa chứ. Mà những đứt là mắc cười sẵn rồi. Bây giờ nó có nhau nó cũng mắc cười nữa. Hiểu không? Nên quý vị biết á, nghèo giàu không quan trọng. Quan trọng là cái mặt tươi vui. Hiểu không? Cái mặt tươi vui là ngon rồi. Cười nghe coi. Không? Mặt tươi vui là thấy ngon rồi, thấy không? Tại sao mà chủ nhật nào cũng về? Nên những đứt nói nam nữ gì về đây cũng lợi ích chứ nha.
Về đây là nhập cảnh nhập duyên, tu phước tu duyên. Đặc biệt ngày Chủ nhật, ngày Chủ nhật về tu phước tu duyên, con cháu về tu phước tu duyên, thấy không? Cái này là cái cách rất là hay, đơn giản thôi mà làm nên sự nghiệp cuộc đời đó. Không có dễ đâu trời. Đơn giản thôi nhưng mà làm là dễ, không làm là khó đó, thấy không? Nó nhớ những đức nói một câu, gặp người một cái là vô chùa gặp cái thầy, gặp ai gì, gặp cái là ai với đạo Phật, ai với đạo Phật, ai với đạo Phật, đúng không? Duyên quý vị cực kỳ dày luôn. Còn ở xã hội nữa không, người ta đi ngang nhà mình, à, chào bác ba, khỏe không bác, à, chào anh, chào em, thấy không? Người vậy ai cũng thấy, trời công nhận, gì đâu mà mặt tôi rối chào. Lúc nào gặp cái bà này cái là mình vui và chào, thấy chưa? Duyên đặc biệt không? Còn cái kiểu mà đi đâu mà gặp mặt không? Chào chào cái mặt này mà quạt một vòng cái chắc người ta chắc là lửa cháy tùm lum quá. Mỗi tuần Chủ nhật về đây mà cái mặt những đứa cứ gì không biết bị về đây làm chi. Ôi là chào, vừa bước lên một cái mà Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, kính chào quý vị nghe. Chắc là thấy có hai ba người ba chợ ngồi dưới nghe quá, ai người khôn về đây nghe làm gì cho nó mệt tim, đúng không? Nên từ nơi đó cái mặt tư vui là quan trọng. Quý vị về đây học Phật là học cái gì? Học vui. Niệm A Di Đà Phật là niệm cái gì? Niệm vui. Vì danh hiệu A Di Đà Phật còn một danh hiệu đó là Đức Phật Quang Hỷ Quang, nhớ. Nên từ nơi đó mà đặc biệt nhất là niềm vui. Là trong cuộc đời này nó bình yên nhất là mỗi ngày mình được niệm Phật nè. Nên hàng Phật tử mà những đức hướng dẫn á, quý vị bình tĩnh để ý nè. Trong cái cuộc đời này á, giàu nghèo gì đó là phước duyên của chính mình, nhưng cái hạnh phúc lớn nhất là tâm an. Được cái tâm an là giàu nhất trong cuộc đời này nha quý vị. Còn hơn giàu mà bất an nữa. Tâm an là giàu nhất trong cuộc đời. Nên chúng ta là người học Phật phải học làm sao ra được một cái tâm nó an. Mà tâm an là mình hiểu được cái định luật vô thường. Cuộc đời con người ai cũng sanh già bệnh chết. Bây giờ ngày nay mình được sống mà mình đi bất an, mình sống mà có ý nghĩa gì? Tại sao mình không sống những ngày tháng cho nó bình an? Như bây giờ mấy ngày nay những đức bệnh, những đức cũng nằm trên võng, những đức cứ niệm Phật, những đức cười hoài. Cứ cười hoài. Bây giờ cái đầu nó nhức cũng chết luôn. Hồi sáng tóc dài dài, những đức đến, những đức niệm A Di Đà Phật. Dò dò cái đầu, những đức nói bữa nay lên chia sẻ Phật Pháp, cạo đầu cho sạch sẽ chứ. Cạo đầu một cái thấm nước lên mà nhức đầu tăng xuống. Giảng Pháp không được là không được đó nghe. Cơ thể phải hỗ trợ nhau, tất cả tế bào phải hỗ trợ nhau. Chúng ta phải giúp nhau để mà tu phước tu duyên, nghe chưa? Không được trở ngại nhau, nghe không? Thì đi cạo đầu. Chứ sao bây giờ? Thì mình khuyên người ta, vì tất cả tế bào trong cơ thể mình cũng là có thuận có nghịch nằm bên trong á. Mình khuyên người ta, mình nói chuyện cho người ta nghe để người ta hỗ trợ nhau chứ. Thí dụ như quý vị vừa bệnh, quý vị cương với cái bệnh, quý vị tức với cái bệnh, quý vị là nó bệnh thêm. Nhưng mà mình dịu với người ta, mình đừng có cương với người ta thì nó nhẹ bớt lại. Hiểu không? Có nghĩa là trong cơ thể mỗi người chúng ta đều có quan gia nằm bên trong, quý vị, nó giỡn hả? Từ là cái đầu, tay chân, rồi bụng, rồi ruột, rồi đủ thứ tế bào chúng ta đều có quan gia nằm bên trong. Nên mỗi người đều có hết trơn chứ không phải không có. Nhưng mà mình mà mang cái tâm thiện thì tế bào mình đều tốt. Tế bào là quan gia tốt, mình tốt thì người ta tốt. Nên bệnh tình tự nhiên nó cũng hết, dù không uống thuốc nó cũng hết. Không, giống như những đức mà bệnh có bao giờ những đức uống miếng thuốc nào đâu. Nó tự nhiên nó hết à. Nó hoặc là đi lễ Phật nó sức mồ hôi từ từ nó hết. Nó chậm gì nó cũng hết. Tại vì nó chưa thọ mạng đến chết sao chết. Tin chỗ này 100% mấy lần như đức bệnh nhiều thì có chết đâu. Cứ nằm đó có khi mà cô chính em bà thượng nói trời ơi thầy ơi thầy, không uống thuốc là chết thầy ô thầy. Những đức nói chết thì chết. Con người ai mà không chết lặn, hiểu không? Thí dụ như mình là người tu cầu giải thoát á, mình phải tập mình gan mà đừng có sợ chết từ bây giờ đi. Để mai mốt mình gần chết mình không có sợ. Còn bây giờ mình đụng cái mình sợ chết, mai mốt mình gần chết là mình xanh mặt xanh mày á. Mà cái tâm mà nó sợ chết là không có niệm Phật được đâu. Mà con người thường sợ chết là họ mê hoặc điên đảo hết trơn, hiểu không? Nên mình là người tu cầu giải thoát là tập từ khi còn trẻ.
là chúng ta tập đừng có sợ chết. Vì cái chết là cái tự nhiên mà sợ gì? Sợ cũng chết, không sợ cũng chết. Vì sợ làm chi cho nó mệt thêm. Nên chúng ta cứ sống bình thường đi. Bệnh thì bệnh mà tự nó hết à. 100% luôn, cái này là những đức thử bao nhiêu lần à. Ở đây là rõ ràng vì hỏi cả chùa này thì quý vị sẽ biết cái gì đâu. Mà mỗi lần những đức bệnh là công chúng ai mà không biết. Nói hết trơn à. Tại như đức cũng xuất hiện chứ công chúng như đức có ngủ nghỉ gì đâu. Quý vị biết bệnh thì bệnh chứ có bao giờ những đức nghỉ đâu. Nên từ đó những đức cũng nói rõ cho quý vị nghe hết à. Vài bữa nó hết trơn. Nhưng mà bệnh giết rồi thấy nó cũng bình thường. Nên á, luyện trong cái bệnh nó trở thành bình thường với bệnh. Luyện trong cái chết nó giết bình thường với cái chết. Vậy thì cái tâm trạng con người mình sống trong cuộc đời này đặc biệt lắm. Nhiều người chúng ta đang khỏe vậy ùng lên cái ung thư. Có khi đang chạy long nhâm hôm qua đùng cái bị xe đụng, hai cái chân bị cưa. Có nghĩa là trong cái cuộc đời này nó đa dạng nghiệp chướng hết trơn á. Dù nó đến thì sao với mình đi chăng nữa thì trong cuộc đời này mình cũng phải vui trả. Nên tại sao mà nhiều đời nhiều kiếp mình niệm Phật mà mình không giảng sanh? Vì bị nghiệp chướng. Thiếu mà không chịu trả chướng á. Bây giờ mình gieo bao nhiêu cái món nợ mà mình không chịu trả nè. Nó bây giờ bệnh cũng là thiếu nợ mà mình không trả phải không? Là chướng rồi đúng không? Bây giờ thí dụ như giờ mình không rèn luyện. Bây giờ vừa bị bệnh vừa chạy đi uống thuốc là không trả nè. Không trả. Còn nếu như mình thật sự muốn trả thì khỏi uống thuốc luôn. Trả luôn cho mày đau đớn te tô luôn. Thí dụ giờ cái đầu này nhức nóng lạnh một chút thì uống vài viên thuốc hết trơn rồi. Tại vì bệnh này là không phải là bệnh chết. Nên thuốc trị được, không phải bệnh chết. Hiểu không? Thuốc trị là xong liền. Nhưng mà uống vô một cái thì khỏe. Mà khỏe nhưng mà không trả. Khỏe một cái thì nó đẩy cái bệnh này lùi lại một khúc. Rồi mai mốt bệnh một cái nữa nó đẩy lùi lại một khúc. Bệnh nữa nó đẩy lùi lại một khúc. Nó đẩy đến lúc nào quý vị biết không? Đến lúc thân tứ đại phải rã rời là chết. Nó đẩy đến lúc đó thì nó dồn thẳng đến cái lúc cặn tử nghiệp. Giống như cặn bã nằm ở trên, gót miếng nước xuống thì nó xuống một chút, xuống một chút, xuống một chút nó tới đáy thì cũng là cặn. Thì bây giờ chúng ta cặn cho nó ra cặn, cặn cho ra cặn, cặn cho ra cặn. Khi cuối cuộc đời thì cái đích chai của mình á, có nước trong để mà dùng. Hiểu không? Nên mình còn khỏe, mình còn chịu đựng được. Nên mình phải rèn luyện một chút. Rèn luyện một chút để lòng tin Phật của mình nó cao lên. Vậy thì sự học Phật quý vị có kết quả 100%. Những đức nói những điều này là do những đức làm. Mà những đức khuyên quý vị đó, tùy mình thôi. Vì nuôi nhiều người già những đức thấy rõ ràng. Tới tuổi già rồi bệnh đau te tu luôn. Bản thân mình không được rèn luyện. Tới đau đớn rồi quý vị sẽ thấy kinh khủng lắm. Nên nợ nghiệp trước là phải trả. Nên có câu: như thế nào mới chuyển hóa được người chướng ngại mình? Là vui trả. Người chướng ngại mình là ai? Người thân mình, chồng, vợ, con. Trong gia đình, chồng, vợ, con. Đây là cái mối ăn tình mà đậm đà nhất trong cuộc đời đến đây. Và nghiệp chướng trở ngại nhất là chồng, vợ, con. Bây giờ phải giải quyết vấn đề này. Phải giải quyết. Bây giờ người ta thương mình vô cùng, nhưng mà mai mốt người ta không thương mình. Bây giờ biết tu đúng không? Ai với Đạo Phật? Không thương rồi. Mà nó đến lúc nó không thương mình mà mình còn thương nó. Thấy không? Có nghĩa là nó không thương mình. Là ban đầu nó thương mình vô cùng luôn, mà là do nó thiếu nợ mình. Nó thương mình. Quý vị có những người chồng mà mới cưới vị về nó thương kinh khủng không? Quý vị đi tắm mà nó muốn ẵm vị đi tắm luôn đó, đúng không? Thương đến mức kinh khủng lắm. Nghĩa là đi đâu một chút là chạy về gặp vợ liền à. Thương dữ lắm. Nhưng mà lạ thay thời gian không thương nữa. Tại vì cái nợ ban đầu người ta thiếu mình dữ quá, nên người ta dồn hết cái ban đầu người ta trả một phát một luôn. Thương mình, lo lắng cho mình. Mà lúc thương mình vậy mà mình còn làm điệu làm đàn nữa đó. Thương quá mấy bà cũng lên mặt nữa. Thương quá rồi cũng kênh nữa. Anh lấy cho em này coi. Lau nhà đi anh. Còn đi phe với bạn bè. Mày coi chồng tao kìa. Chồng tao mày coi kìa. Tao kêu một cái thôi. Mày coi nè. Anh lỡ liền thấy chưa, mày thấy chưa? Pha ly cà phê coi. Làm mặt với mấy bà bạn bè nữ á thì nó chịu đựng hết vì nó thương mà.
nó trả cực kỳ nhanh luôn. Nó chịu đựng hết trơn thì nó trả cấp kỳ. Nó trả vài năm sau thì bắt đầu nó hết. Nó hết cái nợ thiếu mình, nó trở mặt. Quý vị nhớ nè, quý vị dùng cái mà người ta thiếu quý vị mà đến nỗi vì dùng nhanh mà lậm luôn rồi. Lậm vào là thiếu lại. Người ta thiếu mình có 10 đồng mà mình xài tới 15 đồng thì xài xong 10 đồng thì trả nợ xong, mà mình thiếu lại 5 đồng thì nó trở mặt. Có không? Bây giờ tất cả mấy bà đây có không? Trở mặt ngược lại. Trở mặt đó là gì? Là làm điều cho mấy bà khổ chơi nè. Nghe không? Tại vì mấy bà cũng thương vô cùng luôn mà nó lo, nó hiền như vậy. Có mà nó hiền vô cùng, nó không uống thuốc, không uống rượu gì luôn. Không ăn chơi cờ bạc gì hết. Vậy mà tự nhiên nó nổi máu lên, cái thứ gì nó cũng chơi. Rồi bắt đầu là khuyên cỡ nào nó cũng không nghe, là lúc này nó đang quay đầu nó đòi nợ. Thấy không? Nó làm cho mình te tua khổ đau trong cuộc đời này. Nên người tu hành nó thiếu nợ thì trả, mà người ta thiếu nợ mình thì muốn huề. Vậy thì mới đúng. Còn mình lúc chưa tu thì người ta thiếu nợ mình cố công mình giật mình lấy, mà mình còn lấy thêm nữa nên mình phải thiếu lại. Hiểu không? Bây giờ nghe đạo biết tu rồi, đối với quan gia tình thương hay là oán hận phải trả hết thôi à. Phải trả thôi. Cái điều thật sự mà trả là phải vui trả kìa, chứ không phải trả mà cầu nhầu đâu. Không phải trả mà cằn nhằn cử nhử đâu. Không phải trả cái chuyện mà con đến đòi nợ mà đi nói người này người kia nghe đâu. Nói nó vậy vậy cái thứ gì đâu mà nó vậy 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 đó. Rồi bắt đầu là trả cho nó mà cằn nhằn cử nhử nghe. Nó đòi tiền đòi bạc mà bực bội với nó nghe, rồi biết cảnh với nó. Lúc đó mà nó lấy là xin thưa quý vị, nó sẽ vớt một phát một nhà cửa của cải nó đập sạch hết luôn. Nó quất một phát một luôn. Nên quý vị biết rằng một con người mà biết trả nợ trong cái cuộc đời này mà tiện lợi nhất đó, là cái người mình đã biết quan gia đang ở bên cạnh. Chồng con mình biết nó rõ ràng nó là quan gia rồi. Cái thứ này là thế nào nó cũng phá tan sự nghiệp này. Bây giờ chỉ còn có một cách là đem tiền này đem cho người ta thôi. Chỉ còn có cách này để hóa giải quan gia thôi. Quý vị coi bây giờ cái con quan gia này nó đang ginh gập để nó chờ cơ hội nó vớt mình phát. Mình đã học Phật rồi mình nhìn rõ ràng. Mình học Phật là mình có giác quan, mình nhìn ra chứ. Mình biết quan gia mà. Như vậy thì bây giờ lúc này mình đang còn cái quyền với quan gia. Nhớ nghe, nó là quan gia nhưng nó chưa đủ quyền nha. Như quý vị còn đang cái quyền với quan gia. Nó còn nhỏ nhỏ thôi mà nó đã dám ra lệnh với quý vị. Là quý vị biết con, cái con quan gia này sau này khi mà nó đủ lông đủ cánh thì nó kinh khủng lắm. Hiểu không? Nói gì để cho quý vị dễ hiểu. Thì quý vị phải biết cách làm sao để giải trừ được con quan gia này. Không phải là đuổi nó, phải chửi nó. Đuổi nó, chửi nó là tạo nghiệp thêm. Khuyên nó không nghe. Vậy hành động mình phải tu để dịu cái tâm. Và quý vị có của cải vật chất, chương trình người mù của mù chính tới nè. Vị đem tiền bị cho mấy người mù ăn hết đi. Nói đem có sai đâu, 100% luôn đó. Quý vị đem tiền quý vị cho những người mù, họ xài hết đi. Nó quý vị cho người mù hết. Rồi quý vị thấy cái nơi nào xây chùa rồi quý vị cúng dường xây chùa hết chưa? Cúng dường tam bảo sạch nhấp luôn. Quý vị nói con quan gia ơi, hết tiền. Bây giờ quý vị còn gì đâu, chỉ còn có cái mạng. Mà cái mạng lúc này nó quá tự tại à. Vì biết sớm muộn cũng bỏ mạng. Nên đối với cái mạng này muốn làm gì đó mày làm. Vì tao nghĩ rằng tương lai tao cũng niệm Phật giảng sanh. Còn nếu mày làm dữ quá thì tao không ở nhà, tôi lên chùa cho tu luôn. Mày làm gì tao? Chùa bây giờ có 4 chỗ ở, vậy thì 4 chỗ này không lẽ tao không có chỗ nằm sao tao sợ? Tao đi chùa mười mấy năm nay không lẽ tao lên chùa ông Đức không nhận? Đúng không? Vậy thì cái con quan gia nó chạy đi tìm cái vị ở đâu, nó chạy vô chùa. Mà nó chạy vô chùa là nó dính đạn trong chùa, không nói dòng gió. Hiểu không? Nhưng do chính chúng ta không có biết tạo một con đường cho mình đi. Mà mình bo cái nhà của mình cho nó nặng quá. Không phải những đứa kia bị đá đổ nhà hay vị, mà mình không có khéo. Mình tạo dựng cái của cải gia đình mình nó quá nặng nề. Thì sau này nó chú tâm vào chỗ này nặng quá. Khi đến lúc nó nặng quá nó giải không có được.
nó bu lại ngay cái điểm đó, để nó phanh phôi ngay cái điểm đó, nặng quá mình bức chịu không nổi, đứt luôn, nó nói dòng gió. Nên quý vị biết rằng muốn quá giải quan gia là đối với chúng ta tâm lượng nó phải rộng, tâm lượng nó phải rộng nó mới quá giải quan gia. Nó không phải là tự nhiên mà nó đến nó đòi nợ mình vậy đâu, mình đã từng thiếu nợ nó mới đến nó đòi, chứ không phải tự nhiên cái gì mà tự nhiên có. Quý vị phải biết là Phật nói là có nhân mới có quả, trồng ớt ăn ớt, trồng cà ăn cà, trồng cái gì thì ăn cái đấy à, hiểu không? Nên bây giờ quý vị nhiệt tình với người ta nhiệt tình với mình, như những đức nhiệt tình với quý vị, thì quý vị thấy chúng trong chùa mình họ nhiệt tình chưa? Đó, nó người nào cũng nhiệt tình, quý vị thấy có ai mà đi coi họ không? Họ làm có ai coi họ không? Họ làm cái gì nhắc gì rõ ràng họ cứ làm đàng hoàng. Những đức đâu có nặng nề gì đâu, quý vị coi chùa chiền đông đúc gì, tiền bạc biết bao nhiêu mà nói. Nhưng có bao giờ ai cúng dường những đức mà những đức biết cái bao thơ đó nhiêu tiền chưa? Chưa bao giờ. Những đức cũng chưa từng coi trong đó cúng tiền bao nhiêu trong. Cái này là 100% trước ngôi Tam Bảo, nói thật lòng luôn. Có những người ta cúng dường, ta để trên bàn gì, những đức đi mất tiêu. Xong phía sau mấy cô nó lấy tiền về nó điếm, nó tự chi nó lo cho Tam Bảo. Nhưng mà thật sự giữ tiền là những đức giữ. Khi nó điếm xong rồi nó xài dư, nó cộng sổ lại dư tiền, đưa tiền những đức cắt chứ. Khi mà xài tiền hết thì những đức đưa. Nhưng mà tiền thì những đức không có coi tới tiền bạc cái này kia, nhưng giữ, mình phải giữ tiền. Những đức đưa lên quy tắc là chùa mình á, người cầm tiền thì không xài tiền, mà người xài tiền thì không cầm tiền. Hiểu không? Những đức đâu có xài tiền đâu. Mười mấy năm nay có bao giờ những đức đi ra đường mua bất cứ một món đồ gì đâu. Xe những đức chạy hết xăng có người đổ. Cứ như vậy thôi, có bao giờ những đức cầm tiền xài đâu, nên những đức giữ tiền, không xài tiền. Còn người xài tiền không giữ tiền. Nó rất là rõ ràng luôn. Chùa mình nè áp dụng đó. Nên những đức vẫn còn cái đầu để chia sẻ Phật pháp. Nếu như những đức về phòng mà còn ngồi đó đếm tiền thì sao còn cái đầu đâu thuyết pháp. Nó tiền không, nói tiền không à, không có thuyết pháp được quý vị à. Cái này là 100% luôn, nên những đức mới có được chút vui an lạc nè. Chứ nếu như tiền bạc vật chất là những đức làm sao an lạc đây. Quý vị coi ở nhà mình giàu nhưng mà công ty xí nghiệp bận tâm hoài. Tuy giàu nhưng mà cũng nặng nề quá trời luôn, đúng không? Còn ở đây người ta bao nhiêu con người những đức phải lo, việc bao nhiêu chuyện những đức phải làm, vậy mà những đức vẫn vui được là do sao? Có nhiều thứ những đức buông được, làm xong rồi ngủ khò khò, ngày mai tính sao. Chứ bên nay là lo bữa nay, ngày mai tính ngày mai, vậy mà quanh năm cũng sống bình thường. Tiền bạc thì thật sự không có thiếu, chùa mình thì không có thiếu tiền, chỉ là những đức phát triển chùa mình là cười nhiều thôi à. Bây giờ là đặt trách cho ông thầy Nhuận Ngôn á. Thầy Nhuận Ngôn thì ổng vui, kêu ổng sao ổng làm gì ổng không mắc cỡ. Người niệm Phật phải vậy đó. Thì Nhuận Đức đặt trách ông Nhuận Ngôn, bên kia Bảo Tháp thì đặt trách cho chú Tâm, còn Đại Tùng Lâm thì chưa thấy ông nào mà đặt trách được. Có nghĩa là đặt trách cho ông thầy Nhuận Ngôn là mỗi buổi trưa Nhuận Đức qua bên kia ăn cơm, thì bên đây ổng ăn cơm ổng niệm Phật 10 câu, xong ông phải cười với đại chúng 10 lần. Bà già nào không cười là đứng lên không cho ăn cơm. Cười á nó mới có hạnh phúc. Quý vị cười nhiều thì hết khổ, còn quý vị khổ nhiều thì không cười, đúng không? Nên tại sao mà người ta về chùa mình đông gì? Vì người ta từng chủ nhật nào về đây người ta cũng cười nhiều. Mà cười á thì nó quên khổ, đúng không? Mà quên khổ là nghiệp tiêu. Quên khổ là nghiệp tiêu. Bây giờ quý vị đi học Phật về cái mặt tươi rói, việc gì cũng cái mặt tươi rói là thấy là thấy thương là thấy tình đó. Còn ngày xưa chưa học Phật cái mặt như cái mền vậy đó. Ai thích không? Làm bao nhiêu việc trong nhà mặt dầm dầm chù ụ, lau nhà lau cửa, tắm giặt cho con, chữ sùm. Ai thương quý vị nổi không? Người đàn ông nào thương người đàn bà hung sùng không? Hổn, hung dữ, dữ như bà chằn. Ai mà thương, hiểu không? Người đàn bà nó phải mỹ miều nhỏ nhẹ một chút, lúc nào rõ ràng lúc nấy, chứ lúc nào mà cái mặt cũng dầm dầm chù ụ, ai thương nổi không? Mà mới nhất là mấy bà làm mệt mà không hiểu đạo, sân si, bận tâm quá, căng thẳng thần kinh, chữ sùm, chữ cứ khơ, hiểu không? Đó viết nó già chát, viết rồi chồng bỏ là phải. Người ta người ta đi ra ngoài nó thấy vợ người khác thấy ham,
đi về thấy vợ mình thấy chán. Thì phải rồi, bây giờ thằng chồng này nó gặp vợ người ta thì vợ người ta nó phải nói chuyện với chồng này, thằng chồng lạ cho nó đàng hoàng chứ, hiểu không? Nhưng mà con người ta thường lạ thay là cái cũ của mình lại không chăm quý, ngộ ghê. Của mình mà không chăm quý. Nhiều người có một cái quan niệm khi của chưa phải của mình thì phải quý để có của mình, mà khi được của mình rồi thì đại càng nó cũng là của mình rồi, quan tâm chi, cười chi, nó ngọt chi, vì nó của mình mà. Đừng có nói kiểu này là ngon, nghe có chừng nó mắc đó, chứ đừng nói chuyện giỡn. Lúc mắc rồi thì thấy uổng, thấy tiếc. Lạ, con người mình là kỳ cục như vậy. Theo những đức thấy rằng dù đối với ai cũng không bằng đối với người nhà mình hết á. Đối với vợ con trong gia đình là những đức nói quan trọng nhất, tại vì đó là một cái hạnh phúc của gia đình. Gia hòa vạn sự hưng, gia đình mà hòa thuận vui vẻ thì mới thịnh vượng, đúng không? Bây giờ quý vị đi đâu quý vị cũng xã giao giỏi vô cùng, vậy mà bước về nhà gặp vợ thì không nói câu nào, gặp chồng không nói câu nào. Mà cái xã hội phát triển này bây giờ cái bệnh này nhiều dữ lắm. Cái bệnh nó bước ra ngoài xã giao đi kiếm tiền hay lắm nha, nói chuyện gặp nhau bắt tay chào anh em uống cà phê nghe, công việc làm ăn mình anh em mình bàn nhau nghe, nói chuyện vui vô cùng để kiếm tiền, gọi là gì, bằng cái mặt này để kiếm tiền chứ không có tình cảm gì hết, đúng không? Nhưng mà xã giao quá nhiều rồi, bước về nhà cái gặp vợ hoặc gặp chồng thì nói rằng cả ngày nay mệt chết luôn, nói chuyện cực khổ mệt mỏi, về đây không còn muốn nói chuyện với ai nữa chứ. Về cái vô phòng đóng cửa cái rầm, ngồi bấm điện thoại hoặc nghỉ ngơi, không nói chuyện với ai. Vậy thì quý vị bước về nhà, quý vị nhà quý vị thành nhà tù. Nhà tù, nó hiểu không? Mình ra ngoài mình nó vui vẻ nói chuyện, mình bước về nhà mình phải càng vui vẻ hơn. Mình mà chỉ cần về nhà mình mà mình làm gia đình mình nó vui vẻ lên thì lúc nào mà mình đi về cái là nhà mình đang chờ mình liền. Còn mình mà giờ mình nó đi đâu mình về nhà cái làm gia đình ai cũng sợ mình chứ. Vậy thì người ta mong mình đi đâu mất tiêu phức cho rồi, đi về nhà làm chi? Quý vị suy nghĩ có đúng không? Bây giờ nè, xin thưa với quý vị nha, những đức chỉ cần qua bên cái ngôi chùa nào thì người ta cũng đang chờ những đức hết chứ. Tại vì sao? Một là những đức về cái qua chùa cái là gì? Bữa nay mua kem cho cụ ăn nghe, bữa nay mua cho cụ này kia ăn nghe, chọc cho cụ cười nghe, mua nước ngọt cho cụ uống nghe, vậy đó. Ai không thích không? Gặp người ta toàn nói dễ không, nói vui không à, ai mà không gặp mình, ai không muốn gặp mình, thích đúng không? Còn bây giờ mỗi lần lâu lâu mình qua một cái, bữa nào mình qua, mình vừa qua một cái là bắt đầu gì? Rất là nhiều người sai lầm, tưởng nó mình là người quản lý này kia đồ, mặt phải ngầu người ta mới sợ, tầm bệ. Người ta sợ mình là sợ mình buồn người ta, vì người ta thương mình quá, người ta sợ mình buồn. Mỗi lần ở đây những đức bệnh là cả chùa người ta cũng muốn buồn theo. Tại vì người ta thương mình quá nên người ta không muốn mình bệnh hay là mình buồn. Cũng vì sợ mình buồn nên người ta không muốn làm việc này việc kia mà cho mình phải buồn. Cái này mới là cái đặc sắc ở trong cái cuộc sống nhân sinh, chứ đâu phải là cái mặt lạnh mà dọa người ta được. Dọa trước mặt người ta chạy trốn mất tiêu, nhưng mà sau lưng người ta chọt mình lòi ruột, hiểu không? Nên mình đừng có ra bộ mặt lạnh để mà làm quản lý. Không phải quản lý là mặt lạnh đâu, mà quản lý là có nghĩa là tâm rộng lớn mới quản lý. Cái người á, từ á, mình nói như xã hội đi, văn đại ca là tâm rộng lớn mới đại ca, đúng không? Người làm á, chức phận lớn thì tâm rộng lớn mới làm chức phận lớn. Người làm cha làm mẹ thì tâm lượng phải rộng lớn mới làm cha làm mẹ anh ta. Có nghĩa là người có cương vị lớn thì tâm phải rộng lớn, chứ không phải là mặt lạnh mà hay. Đừng có làm bộ mặt lạnh khổ mình lắm. Mặt lạnh nó già chát à, mặt lạnh nó ghê lắm. Đừng có đi đâu cũng mang cái bộ mặt này đi. Đừng có mang cái bộ mặt vô duyên đó đi. Gặp hô những đức mà còn mang bộ mặt này đi nữa, cái chắc đi đâu cũng đưa cái mỏ trước. Thôi là trời, vô duyên gì đâu, hô kiểu này mà đi đâu cũng đưa cái mỏ ở phía trước đó chứ. Có nhiều bà mà bà hô theo quá làm theo kìa. Nên từ nó thấy chưa. Nên quý vị nhớ nè, đừng có nói là tôi làm thầy cô giáo gì mà tôi làm mặt lạnh với học trò. Nó sợ tôi tầm bậy, nó sợ mình là do mình cho nó ăn.
Mình cho nó vui nó mới sợ mình. Trời ơi, quý vị làm thầy cô giáo đi, quý vị vô lớp học quý vị đi, học sinh 40-50 đứa đi, lâu lâu mua vô mua cho nó ăn, mua bánh cho nó ăn đi, nhìn nó nghe lời quý vị hết trơn, nói gì nó cũng nghe. Phật dạy mà không chịu làm đâu, bố thí nhiếp. Quý vị cứ cho người ta đi, quý vị đừng có nghĩ mình có gì chân, thì nó nghe lời bị ríu. Mà dạy con người ta ngoan, trời ơi người ta còn đem quà cáp còn hù hỉ hơn. Đừng nói chuyện dẫn chơi à. Đây nè, ở nơi có đi đâu đâu mà sao tiền bạc quá trời luôn, nuôi cái cụ già có thiếu tiền đâu. Là do gì giúp cho người ta vui nên người ta có nghĩ ngợi gì đâu. Quý vị coi chùa mình nghe đông tây nam bắc, người ta ở là người ta gỡ đồ ăn thức uống, nó nấu món đồ ăn ta cũng gỡ, trồng được nải chuối cũng gỡ dưới đây, bắp cũng gỡ đến đây, cái thứ gì mà người ta có là người ta gỡ cho chùa mình, vì chùa mình có gì là cho người ta ăn chơn à, nên người ta cũng có gì người ta cho mình chơn. Quý vị thấy không, mình vì thiên hạ vì mình, tâm lượng nó mới rộng lớn. Chứ đâu phải làm chức phận lớn là cái mặt kênh kênh, cái mặt kênh kênh của ngài nó quýnh quý vị một bữa mình chết, chứ đừng nói chuyện dẫn chơn, nó ghét nó quýnh, nên từ nó đừng có kênh kênh cái mặt gì. Mình chức phận càng lớn, cương vị càng cao thì gương mặt nó phải nhã nhặn, hiền, gặp ai cũng ai gì đâu. Học giống Bác Hồ á. Bác Hồ quý vị thấy không? Có cái quyển lịch sử nào mà nói Bác Hồ mà nghinh bặt với ai không? Không có. Gần gũi đơn giản bình dị, hiểu không? Dễ mà nghiêm túc. Gần gũi đơn giản bình dị mà nghiêm túc, hiểu không? Nghiêm túc với công việc rõ ràng nên người ta quý trọng. Nó nên mình là người học Phật, quý vị nghe những điều này quý vị được nhắc nhở thấy không? Nên ai mà cái mặt mà kinh kênh nó đổi mặt lại đi. Đổi lại, chỉnh mặt lại. Chỉnh lại ghê. cái mặt mà không cười được chỉnh lại bằng cách nào? Hiểu không? chỉnh lại nghe. Có cái bà cô đó nói trời là trời, thầy nói chuyện dẻo thế ghê mà thầy cười thoải mái ghê, còn con sao con nói chuyện ú ớ kỳ cục mà cười cũng ghê hơn những đức nói. Tại cô niệm Phật ít quá. Niệm Phật ít quá. Bây giờ những đức chỉ cô từ hôm nay ngày nào cô cũng cười hoài đi. Cái miệng cứ bước vô cái cười đủ kiểu á. Cười đủ kiểu á, cười tứ tung lang tang. Cừ giết rồi, cách cừ nào cũng dễ thương hết trơn á. Những đức đó gì biết nha. Bây giờ cái miệng sức môi, bây giờ quý vị cừ người ta cũng thương nhé. Đừng nói chỉ cái miệng bình thường, chỉ cần mà chân thật nụ cười thôi là ta thương à. Quý vị đừng bao giờ cho rằng mình súng răng hay hô mà không chịu cừ hả miệng nha. Quý vị cừ không hả miệng là chưa phải cừ. Cái người cừ thật sự là cái cừ mà cừ nó răng bao nhiêu sạch ra hàng gác. À cừ vậy đó. Con người như vậy nó mới tự tại. Con người đừng bao giờ miếm miếm mà cười. Cười mím mím là chưa phải là người cười thật. Cười phải cười thiệt, hiểu không? Quý vị có bao nhiêu việc chơi sạch bao nhiêu đi. Cười mà sợ cái gì, hiểu không? Còn khi buồn muốn khóc thì khóc đại nó một cái đi, chứ đừng có mà ấm ức. Ấm ức nó mới khổ ác đạo, hiểu không? Có một cái cô này á, quý vị biết rằng á, tội nghiệp ghê. Cô học Phật, hiểu không? Lúc trước á, nhà cô giàu, cô có điều kiện vô cùng luôn. Cô mua sắm quá trời luôn. Sau này cô nghe Phật Pháp, cô học Phật, rồi bắt đầu là cô niệm Phật, cô không có mua sắm gì nữa chứ. Thì con của cô nói là con muốn mẹ như ngày xưa, chứ con không muốn mẹ như bây giờ. Nếu như bây giờ mà mẹ mà không chuyển lại như ngày xưa thì tất cả chúng con đều xa mẹ. Mẹ chọn Phật Pháp hay chọn chúng con? Mẹ chọn Phật Pháp hay chọn chúng con? Đúng là một bài toán nan giải, khó giải, đúng không? Thấy không? Bây giờ chọn Phật Pháp hay chọn chúng con? Cuối cùng cô bị áp lực nặng nề, vì áp lực này đến với cô quá nặng nề, cô không mở thông được. Nghĩa là cô học Phật chưa đạt đến cái trình độ mà gọi là ha ha. Chưa đạt tới trình độ ha ha nên không mở thông được. Cuối cùng quý vị biết sao? Làm gì không? Tự tử chết. Vô phòng uống thuốc tự tử chết luôn. Nghe chưa? Học Phật đó. Nhưng mà cuối cùng nan giải, không giải thích nổi, không cởi mở ra, cuối cùng tự tử chết luôn. Có rất nhiều người trong cái cuộc đời này, họ nghĩ rằng cái khổ của cuộc đời là chết là xong. Tầm bậy. Cái khổ trong cuộc đời này nó chỉ có khổ một mà đi chết thì nó khổ tới 10.
Vậy quý vị nói xong là sao? Sao mà xong? Còn sống mới còn cơ hội, còn sống mới có thể giải quyết vấn đề. Nên bây giờ những người mà nhận được hướng dẫn, đố mà người nào đi tự tử. Tự tử gì? Phật nói là có thân người đã khó có, gặp Phật pháp đã khó gặp. Bây giờ cái khó mà đã có, cái khó gặp mà đã gặp, vậy mà không biết trân quý cái cuộc đời để mà sống, để tu phước tu duyên cho tốt, đi kết liễu cuộc đời mình, uổng cuộc đời không? Bây giờ mình học Phật rồi, dù mình sanh ra đời mình lỡ hô như những đức, hay lùn như những đức, hay đi hai hàng như những đức, lỗ mũi châu như mình, nói tóm lại là nói chuyện thô thiển như mình đi, thì dù mình có như thế nào trong cái cuộc đời này đi chăng nữa, nhưng mà cái đặc biệt của mình là chấp nhận cái mình có được. Bây giờ hạ thấp xuống, cỡ nào chúng ta cũng được làm người. Nếu như chúng ta làm súc sanh thì so với con người chúng ta hơn súc sanh nhiều quá. Nói trời ơi, sao thầy so sánh ngộ với thầy. Súc sanh cũng từng là con người mà làm súc sanh đó. Phật nói tứ sanh phụ mẫu mà, hiểu không? Nên từ nơi đó, từ tạo nghiệp mà làm súc sanh. Nếu như đời này mình không đủ phước làm người mà làm súc sanh rồi sao? Quý vị coi con chó, có nhiều con chó cũng có phước. Trong loài súc sanh có những loài súc sanh cũng có phước lắm, nhưng có những loài súc sanh quý vị thấy đi ăn phân người không biết không? Đói quá mới đi ăn phân người chứ sao? Đói quá đi ăn phân người. Nên từ nơi đó bây giờ mình được làm con người, mình còn biết được ăn cơm, mừng rồi. Xấu một chút làm gì phải buồn. Được làm người là cũng mừng rồi. Có thể tiếp nhận Phật pháp, có thể biết cái vui cái buồn gì trong cuộc đời là mừng rồi, hiểu không? Nên chúng ta nên chấp nhận mà cái mình đang được đi. Cái đặc biệt nhất là nội tâm của mình nó tuyệt vời nè quý vị, thấy không? Còn đẹp mà tối ngày chầm dầm chù ụ, không vừa lòng không vừa ý, chảnh chẽ ba lá hẹ, tướng cao ráo điệu đàn, đi đâu cũng ẹo ẹo, đánh xa như đưa giỏng, thua, thấy không? Quý vị trong đây có nhiều cô còn lúc còn trẻ cũng dữ dằn lắm á. Lúc còn trẻ mấy bà cũng ông A ông ẹo dữ lắm á, chứ không phải giỡn đâu, thấy không? Một thời đi qua cũng tuổi già cũng đến, đúng không? Nên bây giờ con người bây giờ mình nghe Phật pháp là mình thấy mình mừng rồi. Nên đơn giản nhất mà sống. Những đức thấy một cái người mà đơn giản là cái người vui nhiều à. Như những đức bây giờ ai nuôi những đức cũng dễ, vì những đức sống quá dễ, nên ai nuôi những đức cũng được hết chứ á. Một ngày những đức ăn có nhiêu đâu mà nuôi không được. Mà chỗ ở thì những đức chỉ cần cái giường là được rồi, những đức không quan trọng nhiều, nên ai nuôi mình cũng dễ, không có cầu kỳ. Nên tập đơn giản. Người đơn giản thì người dễ giải thoát. Người mà khó khăn là khó giải thoát, không nói vòng vo chứ, hiểu không? Ví dụ như có những người người ta nghe những đức chia sẻ Phật pháp 3-4 năm, vậy mà ta đến ta gặp những đức, ta đứng ta nhìn lơm lơm á. Những đức hỏi ủa sao mà cô nhìn lơm lơm, nói ủa sao thầy đơn giản dữ vậy. Những đức nói không đơn giản, vậy cô muốn làm sao? Nó xấu thì nó cũng đã xấu rồi, hô nó cũng hô rồi. Cô che ở đâu bây giờ đây? Ngày xưa chưa hậu Phật á thì cứ miếm 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 miếm, cứ cười cái là trời là trời, nó còn hô ác đạn nữa. Bây giờ rồi thôi, bây giờ mình đã biết hiểu Phật pháp rồi đúng không? Mình chơi thả láng luôn đi. Có nhiều mình mở sạch kia hết bước cho rồi. Không, đúng là hậu Phật nó hay tới ghê trời. Không mà những đức á, vậy chứ nhiều người hô mà nghe những đức nói chuyện hết hô chứ. Hết hô không phải là nó hết cái hình thức. Hô thì nó là hô, nghề nghiệp duyên của nó là sanh ra đời là hô. Quý vị nó hô gì mà tự nhiên nó không còn hô nữa. Cái chuyện này là nó phá hoàn cảnh tự nhiên rồi. Nhưng mà nó có duyên hô. Khi nghe Phật pháp là nó có duyên hô. Ngày xưa là nó vô duyên hô. À đúng không? Nó vô duyên hô là cái hô mà những đức thường nói với vị. Nó hô mà cứ là cứ là vậy, là tức khắc nó thành vô duyên hô. Còn khi hô mà nó có duyên là vị cứ mở sạch sẽ ra đi, găng gì nó đưa ra, đưa sạch như hết đi là hết trơn.
Tại vì nó đánh được cái tâm hồ ra, đánh cái tâm hồ ra, nghe không? Nó, nên có những người á, người ta đang khỏe, đang đẹp vậy đó, tự nhiên cái là người ta mang bệnh cái đầu, đi đến bác sĩ khám nó nói là ung thư gì đó, nặng dữ lắm. Cái tự nhiên cái người ta nghe cái là người ta từ bệnh viện cái là người ta về hết nổi luôn. Mà trong khi cái ung thư này nó đến với người ta đó là không phải là mới đi khám bác sĩ bữa nay, mà nó cũng đến khoảng thời gian nó nằm trong người mình ở trong đó rồi. Nhưng mà bữa nay đi gặp bác sĩ khám, bác sĩ nói cô vừa bị ung thư gì đó, ung thư buồng trứng hay ung thư gì đó, nặng dữ lắm rồi, chắc cô sống được bao lâu đâu. Vừa nghe vậy cái tay chân bụng rủng, mặt mày xanh lè xanh lét chứ. Cái xong cái tâm trạng cái về hết nổi. Cái điện thoại, anh ơi anh, lỡ rước em đi anh ơi. Hỏi đâu mà rước, sáng khỏe đe bây giờ đi rước cái gì? Em về hết nổi anh ơi. Bị gì bà, bị cái gì kỳ vậy? Ung thư rồi anh thư. Đúng không? Mà trong khi cái ung thư này nó đâu phải là mới bác sĩ khám bữa nay. Mà ung thư này nó đã ở trong người một khoảng thời gian rất dài rồi. Nhưng mà bữa nay mình cho nó là cái thứ độc địa, cái thứ ác, cái thứ ma quỷ gì đang ở trong người mình, mình sợ quá. Trong khi nó ở trong người mình, nó đâu phải đời này đâu, mà nhiều đời, nhiều kiếp nó đã có duyên với mình rồi, mà bữa nay nó mới xuất hiện trong người mình nữa. Hiểu không? Bây giờ mình học Phật rồi, mình lấy nó làm bạn sống với mình luôn đi. Hãy làm tự nhiên đi. Thì tự nhiên con người mình cũng sống bình thường thôi. Hiểu không? Rồi bắt đầu là bệnh là nghĩ là mình sẽ chết. Rồi bắt đầu nó diễn đạt lên cái chết của mình. Diễn đạt, chết là đáng sợ lắm. Đang thở như vậy, tự nhiên rồi không thở được nữa. Trời ơi, mình thử nín thở một cái coi. Trời ơi, như vậy thì nín thở là ghê gớm lắm. Ba má ơi, con chưa muốn chết đâu. Cái đầu nó sợ, nó hù, nó dọa mình, nó dọa mình. Chứ thật sự thì chết thì nó chết cái một là xong. Phật nói mạng người sống trong một hơi thở, nó chỉ có hơi thở là xong. Nhưng mà mình diễn đạt, mình sợ khi nín thở. Mình sợ khi nín thở rồi nó dọa mình luôn. Thêm cái nữa mình diễn đạt thêm nữa là mình chết rồi. Của cải thì bao nhiêu năm nay làm ra nhiều gì, giờ còn trẻ tôi chưa muốn chết bây giờ đâu. Trời ơi, chồng tôi còn đẹp trai quá trời. Mình mà chết rồi chưa chắc nó sống vậy, nó nuôi con đâu. Rồi nó rước con nhỏ khác về, mình nghĩ đến cái chuyện mà con nhỏ nào sống với chồng mình, trời ơi trời, tôi tức. Làm sao tôi cam tâm, thấy không? Đã là cái mạng thì bệnh đau gần chết mà còn lo cái chuyện tào lao. Rồi nó cưới vợ về rồi con mình sẽ sống với mẹ ghẻ thì sao đấy, thấy không? Cái chuyện thì bản thân mình bệnh mà lo chưa xong, mà lo cái chuyện tào lao bất xế tùm lum tùm la mà kêu hết bệnh. Phải chi mà vừa biết mình bệnh cái là mình nói A-di-đà. Ý là buông xả, là bệnh tới rồi đúng không? Bây giờ phải lo cái mạng mình thôi. Nó bắt đầu từ hôm nay, cái đối với danh lợi, đối với tiền bạc, đối với cái chuyện chồng con mình nhẹ hoàn toàn, vì mình đã bệnh rồi. Bây giờ phải toàn tâm toàn ý để dưỡng tâm mình thôi. Vậy mà nó hết bệnh. Còn bệnh một cái là bắt đầu người ta đi làm hết trơn, hoặc là chồng đi sớm về muộn một chút xíu thôi, bắt đầu là trong lòng cũng buồn. Buồn là gì? Bây giờ chắc mình xấu rồi, chồng mình không còn thương mình. Nghĩ đủ thứ chuyện để mà buồn hết chứ. Là do tâm si ra mà buồn. Chứ thật sự hoàn cảnh vẫn là hoàn cảnh, chứ có gì đâu buồn. Nhưng mà do tâm si ra mà buồn, thấy không? Rồi tâm lo âu mà buồn. Vậy thì tất cả cái si lo này để quy về cái gì? Nếu như quý vị nghĩ thế giới cực lạc thì tuyệt quá. Nghĩ rằng cái thân tứ đại này một ngày nào cũng bỏ đi, mà về cực lạc thì không già, không bệnh, không chết. Nghĩ, cứ nghĩ đến thế giới cực lạc, cứ nghĩ ai với đạo Phật. Ai với đạo Phật, trời ơi, cực lạc vui quá. Con chuẩn bị về rồi. Vui quá. Thấy không? Nhờ bệnh với hổm giờ mà ngồi ở nhà niệm Phật khỏe ghê. Khỏi lo chuyện này chuyện kia, đúng không? Nghĩ như vậy thì nó hoàn toàn thay đổi ý nghĩ lên liền. Còn nếu suy nghĩ cái chuyện tiêu cực thì hoàn toàn là tiêu cực. Còn suy nghĩ tích cực thì hoàn toàn là tích cực. Trong cuộc đời này nó khác nhau chỉ có ý nghĩ thôi quý vị à. Nó khác nhau chỉ có ý nghĩ thôi. Bây giờ những đứa, nếu như những đứa có một ý nghĩ rằng trời, bây giờ Hòa Thượng chưa giao chùa gì cho mình hết, ông cứ nói 5 năm hoài chưa giao gì hết trơn, mà giờ mình tạo ra một ề này dữ dằn, mà bây giờ mai mốt mà ngon lành gì rồi mà không biết ông có giao hay không, mà mình bỏ công vô nhiều quá,
rồi đây mai mốt ổng có giao hay không, rồi giờ tiền bạc đưa xây dựng hết trơn, lỡ mai mốt mình ra rìa tiền bạc đâu sống. Suy nghĩ vậy thì nói làm chi nữa, chờ con người ngày nay mà còn chưa giải quyết xong mà nghĩ chi dòng do. Người ta xây lên ngôi chùa mình được ở là mừng rồi, xem chùa là nhà mình đi, thì nhân mạnh thì quả mạnh. Hơi sức nào mình nghĩ cái chuyện người ta có giao cho mình hay không, có phần không cần gì lo, không có phần lo cũng bằng không. Đúng không? Trời ơi, những đức ở đâu cũng coi chùa người ta như chùa mình không à. Những đức ngày xưa ở trên tỉnh Thác Quan Âm 5 năm, những đức làm bao nhiêu công trình đó thì biết chưa. Tuy là những đức không có một cái gì là chùa mình, nhưng mà những đức làm bao nhiêu việc ở trong chùa, cắt bao nhiêu cái nhà, làm ngày làm đêm đấy chưa. Và thầy chủ trì do lo giảng pháp, những đức này xây chùa xây kính liệt luôn, tới khi đẩy một phát đi xuống dưới đây thì xuống đây tiếp tục, thấy chưa. Hòa thượng xây sẵn mình vô đây mình ở, mình cứ bồi dưỡng hết lòng hết dạ thôi. Hòa thượng có công xây chùa, mình có công gì giữ chùa, hết lòng, hiểu không, phát triển cho người ta tu. Bây giờ ngày 81 tuổi ngày vui vô cùng khi thấy cái hội chúng tu, hiểu không. Nên mỗi một cái phái đoàn mà đi về để thăm chùa, đi qua chùa bên kia thôi, viếng chùa bên kia, thì những đức cũng điện thoại để đến đảnh lễ hòa thượng. Cái tuổi già, cái tâm trạng của người ta, xuất gia hay là người cư sĩ đời cũng vậy, có một cái quan niệm là khi tuổi già mà người ta thăm lơm hỏi han quan tâm mình vui lắm. Tại vì tuổi già thường giống như cô đơn quý vị. Tuổi trẻ thì mình chạy nhảy lăng xăng thoải mái, nhưng tuổi già bây giờ đâu có đi được đâu, ít đi đâu thì buồn ở nhà. Dù là tu nhưng mà cũng thích có đệ tử học trò đồ đến thăm lớp, hiểu không. Nên từng đòn đến đây thì phải qua bển thăm hòa thượng, chào hòa thượng một cái, rồi dù ngài đâu có xài tiền gì đâu, có tiền toàn bộ xây dựng không à, nhưng mà mình cũng cúng dường cho ngài. Cái đó là cái tâm mình như vậy đó, cái công sức của ngài bao nhiêu chục năm nay ngài xây chùa chi. Những đức có khi mà hòa thượng ngài khó những đức cũng bực bội lắm á, nhưng mà thương là thương, bực bội là bực bội à, bực bội xong rồi quên mất tiêu vậy thôi. Con người là như vậy mà, chứ những đức không phải nói hay ho gì đâu. Hòa thượng mà khó những đức, hòa thượng la la những đức bực bội lắm. Cái tính người những đức muốn làm cái gì là những đức phải làm, không cho những đức bực bội lắm. Con người những đức vậy đó, đã làm là làm tới cùng, chặn chặn là những đức không chịu. Nhưng mà hòa thượng thì ông đưa những đức vào cái thế là gì quý vị biết không, là phải hạ cái ngã. Tại con người những đức nó hướng đến một cái chuyện gì là nó kinh khủng lắm, nó làm cho bằng được, làm là phải làm cho bằng được. Nó như ngày xưa những đức trên tỉnh Thác Quan Âm mà thầy cũng đi giảng pháp ở Mỹ, vậy mà những đức ở nhà dám đập chánh điện xây đó, quý vị biết không. Dám đập chánh điện xây lại đó, trong vòng mấy tháng những đức xây hai vị trí nhà. Như cái bây giờ bị lên tỉnh Thác Quan Âm, quý vị thấy cái chánh điện kế bên, mà cái chánh điện chính là kế bên chánh điện đó, là cái đó những đức quất cái chánh điện kia xuyên ngang luôn xây. Mà thầy ở trên thì ông thấy những đức xây thì ông nói như nè, công nhận trò hơn thầy là nhà có phúc. Thầy ở trên thì ông không đủ gì cũng xây, mà những đức thì xây dữ lắm. Những đức thì đi vòng quen ấy, bị quen nhiều xây, thấy không. Cũng vì ông nói câu đó nên những đức hướng đến luôn, hước lên, cuối cùng ông vớt những đức luôn. Thì nghĩ đi, còn đây hòa thượng ông lớn rồi, biết cái cách dạy đệ tử, biết cái người đệ tử này nó có tài, nhưng mà nó còn nhỏ còn trẻ, nó kiêu ngạo, phải có kiêu ngạo. Con người không kiêu ngạo không tài, cái người tài là phải kiêu ngạo nó mới tài được quý vị. Nó không kiêu ngạo sao hướng lên làm người mạnh mẽ được. Cái người nó không phấn đấu thì nó không được. Cái người mà không kiêu ngạo là không phấn đấu, người kiêu ngạo nó mới phấn đấu nha quý vị. Mà kiêu ngạo nó có nhiều loại kiêu ngạo. Nó kiêu ngạo vì chính mình mà không nghe ai là sai, kiêu ngạo mà biết nghe là đúng, chứ không phải giỡn đâu. Nên hòa thượng ổng gàn những đức là ổng chặn lại hết. Con lằn những đức bên kia, hòa thượng cắt cái nhà xong, những đức thấy cái nhà hoàng mà lớn quá. Những đức xin hòa thượng xây ngang bức tường để chặn lại làm phòng hộ niệm. Ổng nói không. Những đức thấy ổng ít bao giờ ra phòng hộ niệm, những đức xây cái tường luôn. Giống ngày xưa mình nghĩ ngon lành, rồi thấy hòa thượng già chắc ít đi đâu đúng không, mình xây luôn, xây mình làm phòng ốc là hết trơn. Cuối cùng ổng cái bữa đó ổng đi vòng coi, ổng thấy chào chào nhà tao cắt mà sao nó làm tùm la hết trơn. Cái thằng này giết rồi, nó muốn làm ông trời ở đây rồi nè.
Xong biết ổng đi về quê vậy, ổng điện thoại vô ổng nói nè, nói với anh Đức nghe, nó đập cái tường đó cho tao nghe, nó mà không đập về tôi xử nó đó. Mình đập cái tường đó xong một lần một là từ đó về sau những Đức không có làm nữa, thấy không? Có nghĩa là phải chặn những Đức, chứ nếu không là những Đức vớt tá lả âm bình luôn chứ không có dưỡng chân đâu quý vị. À, tại vì quý vị biết rằng những Đức là có cái duyên này nè, có cái duyên nhân sự, có cái duyên tiền bạc, hai điều đó là mạnh nhất của con người quý vị. Nhưng mà những Đức ở đâu những Đức cũng có cái duyên vậy chứ nha. Như ngày xưa trên tỉnh thất là cái nhân sự bên cạnh những Đức đông lắm, tới 300 chú nè, nên nhân lực rất là mạnh, chúng thì ngàn mấy trăm người mà quý vị, muốn làm gì không làm được. Còn tiền thì những Đức cầm nên giải quyết nhiều vấn đề, nên từ nơi đó mà xài tiền thì xài cho chúng sanh dữ lắm ngày xưa trên đó, đó. Nên từ nơi đó mà những Đức nói là cái tính những Đức là phải được như hòa thượng mình. Thượng thì cũng khó, không phải dễ đâu, phải sống với hòa thượng là người mình dám làm nhưng đừng có buồn, tức nhưng thôi gọi buông, à không buông là chết á. Có khi á, nghĩa là hòa thượng là chủ trương của ngài là như thế nào, là ngài đã quyết làm cái gì là làm cho bằng được. Cũng như cái nó trắng ra là mình cũng giống hòa thượng nhiều, nhưng mà do chưa đủ tới cái cương vị đó thôi. Ừ, nên từ nơi đó mà ổng mạnh hơn mình, ổng quyết luôn, nên mình phải lép hơn vậy thì được. Nó nên phải hiểu nghe quý vị, nó nên gọi là có hiểu thì mới có thương. Mình sống với một con người mình hiểu rồi mình mới thương được quý vị. Nên nhưng mà càng sống rồi mới thấy tội nghiệp hòa thượng. Nhưng mà giữa những Đức với hòa thượng thì ít bao giờ gặp nhau lắm quý vị. Tuy ở chung trong một ngôi chùa gần kế bên nhà, ít bao giờ gặp nhau lắm. Một năm những Đức với hòa thượng gặp nhau chừng vài lần à, ít lắm. Ngộ lắm, có nghĩa là thương thì thương nhưng mà ở xa. Tính người những Đức cũng không có thích mà ai mà gần mà nói chuyện cái kiểu mà tội nghiệp thầy này kia, những Đức ghét nghe mấy cái câu đó lắm. À, hoặc là thầy là Bồ Tát này kia, mất cỡ lắm. Không thích luôn, không thích nghe những cái câu như vậy. Có nghĩa là mình cứ là người bình thường nhất đi, rồi đến gần thì cái gì nói thẳng thẳng, đừng có màu mè. Chúng ta trong dịp tháng 7 này, nhiều người đi chùa có một cái quan niệm mà trong tháng 7 này mình cầu siêu cho ông bà cha mẹ mình, người thân hay những người đã từng mang nghiệp phá thai. Bây giờ chúng ta hiểu được Phật Pháp, chúng ta muốn cầu siêu cho họ. Nên nhiều người trong tháng 7 này, có những người ta dù là chưa tu hành gì nhưng cũng phát tâm ăn chay trường, hoặc là ăn được 10 ngày hay gì trong dịp tháng 7. Vậy thì chúng ta muốn cầu siêu cho người thân mình. Với một mình thì có khi mình làm mà nó không nổi, thì mình phải cần nương vào một cái đại chúng có nhiều người tu. Giống như mình chỉ có một ngọn đèn thôi, thắp lên chỉ có một ngọn đèn thì bóng tối thì nó bao phủ lớn quá. Chỉ có ngọn đèn sao mà dẹp được những cái bóng tối vô minh đó, hiểu không? Nên cần một cái đạo tràng chuyên tu. Vì đạo tràng chuyên tu, chuyên niệm Phật, chuyên nhất vẫn có quay lực mạnh hơn. Giống như người ta làm cái gì mà người ta chuyên thì người ta sẽ giỏi. Mà cái người nhiều việc vậy chứ họ không giỏi, đụng thứ gì cũng nhào nhào vô vậy không hay. Người vậy chứ nó không có dùng được những việc quan trọng. Mà cái người mà họ chuyên vậy đó, quý vị coi vậy đó, họ làm được chuyện quan trọng. Như Đức thấy rõ ràng. Nên người xưa nói rằng một nghề cho chín còn hơn chín nghề, là như vậy. Nên mình đến một cái đạo tràng chuyên tu, mà nhất là cái số lượng đông người gì nè, mình cộng lực cộng chúng, rồi là đức chúng như biển cả mênh mông để mà mình tu. Mình dùng cái oai lực của đại chúng này tu để mình hồi hướng, mình cầu siêu cho người thân của mình. Thí dụ như quan niệm người ta tháng 7 người ta đi đến chùa để thắp nhang cầu nguyện này nọ, nhưng cái việc đó nó lợi ích rất là nhỏ chứ lắm. Quý vị phải nhớ rằng cái việc mà tu hành lợi ích là nó phải cởi mở tâm tư, nhớ nha. Mà muốn cởi mở tâm tư là phải đi từ cái chuyện nghe pháp,
Nên Đức Thích Ca Mâu Ni 49 năm của Ngài làm gì? Thuyết pháp. Vì thuyết pháp nó mới cởi mở được tâm tư, nó giải tỏa được tâm tư, là cái tâm của mình nó đang bị vướng một cái gì đó từ trong cái cuộc đời này. Và cái bài pháp đó, nó cởi mở cái chỗ, có khi mình nghe một cái câu nó bất chợt nó ngay chỗ tâm trạng mình luôn. Nó ngay tâm trạng mình cái là tức khắc nó cởi mở liền. Nên gọi là pháp thí thắng mọi thí là như vậy. Nên tại sao ngày Chủ nhật mà ta về đây đông gì? Vì cái ngôi chùa thuyết pháp. Tại sao chùa thì nhiều chùa mà sao có những chùa vắng que? Ngày Chủ nhật vắng que. Quý vị biết rằng là mỗi một con người nó có cái duyên khác nhau. Thí dụ như có những người người ta xây được một ngôi chùa, nhưng lạ thay là người ta không có hướng dẫn người khác tu được. Thật sự mà nói thì như những đức thì có biết gì đâu. Thì giờ quý vị coi phương pháp tu của chùa mình nó dễ còn hơn cái gì nữa. Chỉ cần chịu làm hay không thôi. Bây giờ hàng cư sĩ đi về chùa mình bây giờ mở đạo tràng cũng được, vì nó dễ quá. Mà trong cái cuộc đời này cái gì mà dễ á, thì người ta thích làm. Quý vị nhớ nha, cái xã hội này á, người ta thích nhất là bỏ công ít mà thành quả nhiều, bỏ vốn ít mà lời nhiều thì người ta thích. Mà trong 84,000 pháp môn của Đức Phật thì chỉ có đúng cái pháp môn tịnh độ này là giống như bỏ công ít, bỏ của ít mà thành quả lớn. Nên chúng ta mà gặp pháp môn tịnh độ là chúng ta lời to, nói về mặt thế gian là lời to, gặp báu vật vô giá. Cuộc đời những đức có duyên đi tu gặp ngay tịnh độ mười mấy năm nay, mình biết thân phận. Nó rõ ra là biết thân phận. Biết thân phận mình là không có học được cái gì cả, nên học ngay tịnh độ là tiện nhất. Ngài Tuyên Luật Sư Hòa Thượng Thích Minh Thông, Ngài nói một câu: vì pháp Đại Thừa tôi học nhiều vô cùng, học với rất nhiều vị thật tu, tôi học nhiều người lắm, tôi học nhiều kinh giáo lắm. Nhưng cuối cùng rồi thì tôi nói, nếu muốn giảng sanh về thế giới cực lạc thì phải học vốn. Người ta bỏ thời gian học mấy chục năm như vậy, bây giờ người ta phải học vốn. Còn mình đi bỏ nhiều chục năm đó làm chi, để quay là học vốn cho nó khó. Mình học vốn từ ban đầu luôn dễ hơn. Tại vì nó gieo quá nhiều thứ trong A Lại Gia Thức mà bây giờ kêu nó xả đi để vốn thì khó lắm. Thà nó vốn từ ban đầu. Nên quý vị biết rằng ngày xưa những đức đi đến chùa nghe Đại Đức Thích Giác Nhàn nói đúng một câu mà lợi ích cả đời. Học được hay không là ngay câu này. Thầy nói rằng đi tu 20 mấy năm đứng giữa ngã tư Phi Nơm, không biết đi đường nào, bệnh đau đi đâu cũng cầm theo cái bình thuốc. Như vậy mà gặp tịnh độ, gặp cuốn kinh Vô Lượng Thọ Niệm A Di Đà Phật, lập lên cái pháp hội có mấy năm. Nếu như tu một cái pháp khác mấy chục năm còn chưa được như cái pháp hội mấy năm này. Nhưng Đức vừa nghe một câu này thôi, thì lúc đó Nhân Đức 29 tuổi. Nhân Đức nói thầy đi tu lúc 9-10 tuổi, mười mấy tuổi gì, thì bỏ ra thời gian 20 mấy năm thì thầy vẫn còn tuổi trẻ. Nhân Đức 29 tuổi rồi, nếu như Nhân Đức mà đi như thầy thì cuộc đời Nhân Đức tính 5 mấy tuổi già. Nhân Đức không có đi như thầy được, nên Nhân Đức phải bắt đầu từ con đường của thầy luôn. Đó là những đức nhất định niệm Phật thôi. Thì những đức bắt tay vào từ khi vô chùa và tới bây giờ luôn là mười mấy năm chỉ có câu Phật hiệu. Và phương pháp tu cực kỳ dễ tu. Mà hiện tại chúng ta có 4 đạo tràng tu tịnh độ. Tổng cộng 4 đạo tràng này tập trung lại hết khoảng 1,200 người mỗi ngày niệm Phật. Thì quý vị biết rằng là một phương pháp tu cực kỳ dễ tu. Tới giờ là bên đây tu thì 3 đạo tràng kia tu. Tới giờ bên đây ăn cơm thì 3 đạo tràng kia ăn cơm. Có nghĩa là nó theo một cái quy luật sống một khuôn luôn. Và tu giờ giấc ngủ nghỉ y rang, 4 đạo tràng nó theo quy tắc sống vậy luôn. Mà những đức thấy rằng rõ ràng những đức sắp xếp ra một đạo tràng, hình thành một đạo tràng gì đâu mà nó dễ, đừng có nói nữa quý vị. Vì sao? Vì nó một phương pháp tu nó quá dễ mà duy trì đúng một khuôn luôn. Vậy thì dễ phát triển đạo tràng. Nên những đức nói rằng hàng cư sĩ cũng có thể lập được đạo tràng dưới những cái phương pháp tu như vậy.
rất dễ hướng dẫn người ta tu, rất là dễ. Nhưng mà tại sao quý thầy mà không làm? Là do quý thầy thấy quá dễ, quý thầy thấy rằng nó đơn giản quá, làm chi? Thêm cái nữa, cái nặng nề ngay một cái là tôi tu cái pháp kia bao nhiêu chục năm nay, dù nói thì nói bỏ thấy cũng uổng. Cái này không có bỏ, Phật pháp là không có bỏ. Nhưng mà cái nào mình làm nó thấy nó thành công thì mình làm. Pháp của Phật đưa lên 84.000 pháp môn, thì cái nào mà mình áp dụng mà nó được lợi ích thì mình làm, chứ làm gì mình bỏ Phật. Bỏ Phật là nghỉ tu mới là bỏ Phật. Nên Đức Phật chỉ điểm mình thờ mặt pháp, niệm Phật thành tựu. Vậy thì giờ chúng ta tu cái pháp nào đi chăng nữa cũng là pháp của Phật. Vậy thì niệm Phật cũng là cái pháp của Phật. Thờ Đức Phật còn tại thế, Đức Phật đã giảng A Di Đà Kinh, Quán Vô Lượng Thọ Kinh, Vô Lượng Thọ Kinh, là chỉ thế giới cực lạc. Rõ ràng như vậy. Thì bây giờ chúng ta tu các pháp khác, mình thấy mình không có cửa đi vào, vậy thì làm sao mình hướng người ta đây? Giờ ngồi thiền vô không nổi, mặt tông làm sao vô nổi? Thiền là thấp hơn mặt tông một bậc. Vậy mà chúng ta thiền tông vô không nổi, mặt tông sao vô đây? Vậy thì bây giờ chúng ta đã làm không được rồi. Học thì cỡ như Ngài Tuyên Lực Sư, Ngài còn nói Ngài học dốt. Vậy thì chúng ta bây giờ làm cái gì bây giờ đây? Chỉ còn có một cách thôi, đó là gì? Tiện lợi nhất đó là niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Chỉ có vậy thôi. Thì quý vị biết rằng là mười mấy năm nay thì cứ như vậy, rồi cứ hướng dẫn người ta niệm Phật. Mà tiện lợi, gần gũi, đơn giản, mà nhìn được cái căn tính con người mình và cả những đức luôn. Thích nhất là cái gì? Bỏ vốn ít mà lời nhiều. Thích nhất là vậy thôi. Hình như con người bây giờ đa dạng là như vậy rồi. Nên Đức Thích Ca Mâu Ni người nhìn rõ ràng cái căn tính con người bây giờ là con người như vậy đó. Tôi thích như vậy đó. Bỏ công ít thành quả nhiều, bỏ vốn ít lời nhiều, tôi thích. Đúng không? Nên Ngài chỉ mình thờ một pháp niệm Phật đi. Cái pháp môn niệm Phật này là cái pháp môn giống như là ông bà cha mẹ tạo sự nghiệp để sẵn cho con á. Chỉ cần ông bà cha mẹ dạy con chịu nghe thôi thì con hưởng được của cái đó. Vậy đó, cái pháp môn tịnh độ không phải là mình tạo ra, mà là do Phật A Di Đà tạo sẵn, mà mình giống như là hưởng thành quả, chịu nghe lời thôi. Cái pháp môn tịnh độ này nói gì chứ, mình cũng tạo nhiều đời nhiều kiếp rồi. Có nghĩa là mình nhiều đời nhiều kiếp mình cũng niệm Phật rồi, nên đời này mình gặp tịnh độ mình mới tin. Nhưng mà vì sao nhiều đời nhiều kiếp chúng ta cũng niệm Phật rồi mà chúng ta không thành tựu con đường giảng sanh, mà bây giờ còn ngồi đây nghiêu ngao ở đây? Là do làm sao? Là do chúng ta có những cái chướng mà chúng ta không được giải thoát. Cái chướng một là nghiệp chướng. Nghiệp chướng đa dạng nghiệp chướng. Hai, tình cảm chướng. Mà cái tình cảm chướng là ghê gớm nhất trong cái cõi đời này. Nên Phật mới nói là ái không nhiễm không sanh ta bà, niệm không nhất không sanh cực lạc, đúng không? Tình cảm chướng. Vậy thì trong cuộc đời này không lẽ không có tình cảm? Tu hành không có tình cảm nó thành cây khô. Cái người tu hành họ càng đa tình hơn nữa. Nhưng mà cái tình cảm của cái người tu hành họ không có buộc ràng vào cái sự dính mắc nhau. Có nghĩa là họ sống với nhau nó có một tình người đến với con người. Thì Phật Pháp nó có tình người, người ta mới tiếp nhận Phật Pháp. Nếu như Phật Pháp mà đá đổ tình người thì chắc là quốc gia nào người ta cũng diệt Phật Pháp quá. Tại vì học Phật là mất tình cảm. Học Phật là không có tình cảm gia đình, không có tình cảm cha con, không có tình cảm xã hội đất nước. Vậy thì Phật Pháp đi đến đâu người ta sợ vô cùng. Mà Phật Pháp là dạy người ta tình cảm, mà tình cảm không khổ trong tình cảm, nên quốc gia nào cũng chấp nhận Phật Pháp. Vì Phật Pháp dạy mình tình cảm có trí tuệ, nên không khổ trong tình cảm là phải có trí tuệ mới không khổ trong tình cảm. Những chỗ này quan trọng dữ lắm đó quý vị. Mấy ngày nay những đức cũng bị bệnh, ho. Lại Bồ Tát Quán Thế Âm 3 ngày, gống dữ quá mà. Cái gì cũng xài dữ quá thì phải mệt thôi, đúng không? Quý vị nghĩ đi, 3 ngày chia sẻ Phật Pháp 12 buổi, rồi lại 1.500 danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm 3 buổi tối. Và ngày thì tu với quý vị xuyên suốt luôn á. Thì bắt đầu là tới bây giờ luôn, bắt đầu nó cần cổ đau đau. Với những đức thường tiếp khách và nói chuyện nhiều quá thì cần cổ nó bị gắt gắt đau đau hoài. Nhưng mà được có một cái là cái tiếng những đức nó không bị khang. Chứ nếu như mình mà khang tiếng thì chịu thua.
Cái miệng này là cái miệng kiếm cơm ăn mà không nói chuyện được gì vô thuốc. Vậy coi. 1.200 người một ngày sống bao nhiêu quý vị coi. Ngày nào trong túi không có 100 triệu thì ngày đó chịu chết. Cái miệng này mà khù 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 thì thôi, cái như là sống. Thấy không? Nó nên từ nơi đó mà cái trạng thái lúc nào những đứa cũng phải duy trì. Là dù cho cơ thể mình không khỏe, nhưng mà trạng thái về nội tâm phải duy trì. Đặc biệt, nên con người những đứa kia khi gặp thì thấy nó tỉnh táo. Ví dụ như bệnh thì con người nó có sắc diện thay đổi một chút, nhưng mà về nội tâm thì nó bình thường, không có đặt vấn đề nặng nề nhiều thứ, đúng không? Nên quý vị biết rằng là mình là người tu á, dù có tiếng tâm gì đi chăng nữa, bệnh thì cứ nói bệnh thẳng đi. Để sau này mình có bệnh mình nói thiệt. Còn bệnh mà mình cứ giấu hoài, mai mốt nó cũng đổ bể ra tùm lum tùm la. Có nghĩa là cuộc đời con người sanh già bệnh chết quy luật tự nhiên, ai mà không vậy? Đại lão Hòa Thượng Tịnh Không giảng pháp hơn 60 năm cũng phải đi theo cái quy luật tự nhiên, đó là già bệnh và chết. Giảng sanh là giảng sanh nhưng phải theo quy luật tự nhiên, để cho người ta nương vào đó, người ta tu, người ta thấy người ta có cơ hội. Chứ nếu như mình là người tu mà mình phi phàm quá, mình không nói cái điều mình tệ thì người ta dối theo mình, đặng người ta té hết trơn sao, đúng không? Thiếu tâm từ bi, đó là do cái ngã mà sanh ra như vậy. Nên những đức mỗi lần bệnh là những đức nói rõ tôi bệnh bệnh vậy đó. Nhưng mà được có một cái lết được thì lên ngồi chia sẻ Phật pháp à. Quý vị biết những đức chừng nào mà những đức mà không lên chia sẻ Phật pháp và không lên tu chung với quý vị á, là quý vị biết những đức chắc là bệnh nặng lắm á. À, những đức nói thiệt á, làm được là những đức làm tới cùng mà hết lòng. Nên cả cuộc đời con người chúng ta học theo A Di Đà Phật. A Di Đà Phật ngày nhiệt tình quá, đúng không? Ngày suy nghĩ từng chút cho chúng ta. Đức Thích Ca Mâu Ni ngày cũng quá nhiệt tình. Mà mình học Phật là mục tiêu mình học ngay Phật Thích Ca Mâu Ni và Phật A Di Đà, đúng không? Nếu mà mình nhắm hai vị này để học vậy thì trong cuộc đời này chúng ta đâu có mất lòng tin với bất cứ một vị tăng nào. Hiểu không quý vị? Có nhiều người học Phật mà mất lòng tin với tăng bảo. Tăng vẫn còn phàm tăng, chỉ có Đức Thích Ca Mâu Ni mới là thánh tăng, hiểu không? Phật A Di Đà là thánh tăng, còn chúng ta là phàm tăng. Mà đã là phàm tăng thì bữa nay nói ngon nhưng ngày mai nói dở. Bữa nay tu nhưng ngày mai không tu. Nên nó có thói tâm trong cõi đời, nên nó mới không đi về cực lạc. Chứ nếu như tu tịnh độ mà nó không thói tâm thì làm sao mà chúng ta còn ngồi đây? Dù có trở lại đây đi chăng nữa cũng là Bồ Tát nhất sanh bộ xứ trở về đây, hiểu không? Nên có nhiều người tu học mà đi mất lòng tin với hàng tăng bảo. Quý vị sai rồi. Ví dụ như hôm nay quý vị là người cư sĩ để tóc, nếu như quý vị muốn xuất gia thì quý vị thầy sẽ cạo đầu cho quý vị. Nếu mà nhanh nữa thì cho quý vị đắp luôn cái y phương trượng. Quý vị hôm qua vừa là một người cư sĩ, bữa sau lại quý vị đắp một cái y phương trượng rồi. Giấy tờ thì việc này không nói tới, nhưng quý vị đã có cái y phương trượng đắp lên thì người ta gặp quý vị, người ta gọi chào thầy hay là chào sư cô, đúng không? Nhưng thật sự cái hôm qua quý vị là phạm phu, bữa nay cũng chưa bỏ được, 10 năm sau nó cũng chưa bỏ được, nó phải tiêu từ 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 từ. Như vậy mà quý vị đi nhìn người xuất gia để quý vị mất lòng tin là do quý vị dạy. Mình đã quên mình học ai. Chúng ta là nhắm mục tiêu học ngay Đức Thích Ca Mâu Ni. Ngày chỉ mình niệm A Di Đà Phật thì chúng ta học A Di Đà Phật. Chúng ta mỗi ngày niệm A Di Đà Phật, chúng ta cứ lo tu. Còn tất cả những con người từ xuất gia, cư sĩ, tu lâu, tu mau gì kệ họ. Chúng ta không cần mất lòng tin với ai hết. Chúng ta chỉ cần nhắm ngay mục tiêu mình tu là được rồi. Riêng những đức cũng vậy. Bây giờ nói thì rất là ngon, mai mốt nó nổ lên cái bùm tùm lum tùm la chuyện xảy ra. Ai mà biết phía sau nó đang làm cái gì tùm lum ở phía sau chứ, hiểu không? Dùng cái kiểu phàm tăng này á mà, thì trước mặt người ta thì phải nói cho ngon lành chứ, không lẽ lên nói tầm bậy tầm bạ. Nó mình này kia thì phải lựa cái gì ngon nhất để nói cho người ta nghe. Nhưng mà ai biết được một ngày nào nó nổ lên bùm bùm là nó tào lao bác sĩ, hiểu không? Nên từ nơi đó, cái đặc biệt nhất, đừng có mắc lòng tin với người tu gì hết trơn á. Mà mình mắc lòng tin nhất là mình á. Nên những đức từng nói câu nói á, không sợ người bỏ mình, chỉ sợ mình bỏ mình. Mình bỏ mình mới chết, người bỏ mình không chết. Nếu như mình có lòng tin với chính mình thì không có một chuyện gì chúng ta không làm được. Mà mình mất lòng tin với chính mình mà đi cầu cái lòng tin của người ta
Thì cái chuyện này giống như chúng ta mò kim dưới biển, hiểu không quý vị? Nó từ nơi đó mà mình phải có lòng tin với chính mình. Đã học Phật thì phải có lòng tin với cái chuyện Phật Thích Ca Mâu Ni dạy. Mục tiêu chúng ta là học, học đến cái chỗ giải thoát. Nên mỗi ngày mình niệm Phật, mình tu, mình phải gầy dựng cái tính tâm niệm Phật cho nó mạnh. Nó gầy dựng tính tâm cho cực kỳ mạnh. Nên quý vị biết rằng là quý vị gặp những đức 5 năm về trước, gặp lại tới bây giờ, thì những đức vẫn nói đúng một câu là tin A Di Đà Phật, niệm A Di Đà Phật tới cùng. Cứ niệm Phật gầy dựng, niệm Phật tới cùng vậy đó. Có nghĩa là ai chán ai bỏ cuộc rồi tới người khác đến, ai chán ai bỏ cuộc tới người khác đến, cứ xây vòng hoài. Nhưng mình vẫn là mình phải niệm Phật. Nên những đức nhìn trong đây nhiều gương mặt quen nhiều năm, thấy không? Cứ duy trì cả đời đi, niệm câu Phật hiệu này cả đời, lấy ra cứ niệm hoài đi. Ai nói cái gì hay mặc kệ người ta, cứ làm cái hay của mình, đó là A Di Đà Phật. Nhớ ngay chỗ này là đặc biệt nhất. Nên bây giờ quý vị biết rằng là mình thấy cũng vui là ngày chủ nhật chùa mình bây giờ người ta về người ta niệm Phật cũng đông, hiểu không? Nó rồi xong từng nào những đức cũng tặng tượng Phật. Những đức bây giờ là đưa lên cái quy trình là mỗi một gia đình nên có ngôi tam bảo. Những đức càng nghĩ những đức thấy càng hay. Quý vị biết rằng bây giờ mình đi về chùa, nhưng mà có khi mai mốt mình không về chùa được thì sao? Hoặc là bây giờ mình chuyên tu tịnh độ, đâu phải mình đến ngôi chùa nào cũng chuyên tu tịnh độ đâu. Tại sao mình không lập ra một ngôi tam bảo ở nhà mình để mình quyết định cho nó dễ? Mình muốn tu cái gì mình tu cái chuyện của mình để khỏi bị ràng buộc, hiểu không? Rồi thêm một cái nữa, bây giờ mình có ngôi tam bảo trong nhà, mình niệm Phật lễ Phật thì mình dạy con cháu mình niệm Phật lễ Phật. Giống như che già măng mọc, bây giờ mình lại Phật, mình thắp nhang cho Phật, mình tu hành sao dạy con cháu theo vậy. Thì đời mình qua đi, đời con cháu tiếp nối theo như vậy đi ra. Nên những đức rất là chú trọng cái chuyện là gia đình có thờ Phật và có phương pháp tu sáng tối ổn định, mỗi ngày nghe Pháp. Trong cái chỗ thờ Phật đó đó, từ khi nhà bị chặt quá cho đúng ra có cái phòng thờ cho nó đàng hoàng. Rồi trong đó có một cái tivi nhỏ nhỏ, chúng ta kéo truyền hình mạng, chúng ta xem Pháp mỗi ngày ở ngay cái phòng thờ. Thí dụ như thời tiết nóng quá chúng ta bật cái máy lạnh luôn cho nó mát mẻ, tu cho nó thoải mái, hiểu không? Rồi bắt đầu là mình nghe Pháp được hai thờ cho nó ổn định. Rồi lúc nào mình đi làm gì cái là mình vô cái phòng đó mình nhìn Phật, mình niệm Phật. Trong nhà mình có cái thùng tam bảo nho nhỏ, làm cái thùng nho nhỏ để cung kính cúng dường tam bảo ngay cái phòng thờ. Xong bắt đầu là mỗi ngày dù có 1.500 đồng niệm 10 câu Phật hiệu bỏ vào cúng dường tam bảo. Nửa năm hay gì bắt đầu mở cái thùng ra coi ngôi chùa nào gần gần mà ngày xưa mà thầy đã từng quy y cho mình, hay chùa gần gần nhà mình đem tiền đó, mình đừng có điếm gì hết, bỏ vô cái bọc đem đến, đem nhét vô thùng tam bảo ở chùa của thầy đó đó, gần nhà mình, chùa nào cũng được. Xong mình miễn chùa nào gần nhà, thật sự mà nói bằng bà con xa không bằng láng giềng gần, thấy không? Thôi chùa gần nhà, dù đi chùa xa là ở đây cũng xa đúng không, nhưng mà đừng có quên chùa gần. Nhờ gặp chùa gần nên mới có chùa xa, đừng có nhớ chùa xa mà quên chùa gần. Nên nhớ nhớ chùa xa không có ngày chùa xa bị dẹp tiệm. Nên mình tu hành nó hỗ trợ giúp nhau á, là cái mà những đức thích là hướng dẫn đạo quý vị. Còn cái chuyện tiền bạc vật chất thì nó có thì nuôi các cụ đỡ một chút, còn không có thì tiện tặng một chút, nhưng mà có phước thì nó có à, yên tâm đi. Nên quý vị nên nghĩ cái chuyện là tam bảo nào cũng là tam bảo, đúng không? Nên mình bây giờ mình chuyên tu, dù thầy quy y cho mình ngày xưa mình đã có duyên gặp người ta, dù bây giờ là mình không có đến đó tu được vì đến đó phương pháp tu không phù hợp với mình, đúng không? Nhưng mà mình cũng phải lâu lâu đến để thăm lơn và mình cũng dược, chứ đừng có bỏ luôn, nghe chưa? Mình bỏ luôn coi không có được. Nên từ nơi đó những đức hướng dẫn vậy là những đức cũng muốn mình tồn tại lâu dài, hiểu chưa? Nên quý vị về đây tu thì thấy quý vị về đây tu đông thì cũng vui là quý vị về đây niệm Phật. Rồi thêm cái nữa là hướng dẫn được cho quý vị ở nhà mình tu tập này kia để cho mình được lợi ích.
Làm sao mà mình được tồn tại lâu dài là hay nhất. Nên chùa mình á, thì cái chú trọng là thật chắc, nó không có hình thức màu mè cái này kia. Thí dụ như bây giờ Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không ngày giáng sanh, những đức ở đây nói với bốn đạo tràng là đều là buổi trưa nào tu xong cũng đạo tràng nào cũng hồi hướng cho ngài, niệm Phật hướng đến ngài. Cái tâm thật chắc mình thật sự mình quý trọng. Mà cái quý trọng Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không lớn nhất là quý vị biết ấy, cả đời của ngài là chú trọng gì giảng tịnh độ dữ lắm. Vậy thì mình phải làm sao là người đệ tử mà nhớ ơn thầy á, là quý vị phải làm chân thật niệm Phật hướng dẫn người ta tu á. Cái này là cái tâm nhớ ơn thật chắc đó quý vị à, thấy không? Có nghĩa là trong cái cuộc đời này á, có rất là nhiều người tu hành của chúng ta, dù là chúng ta làm một cái việc gì đó nhưng chúng ta cũng có cái cầu danh cầu lợi là mình thất bại. Cái cầu danh cầu lợi là nó thất bại. Nó, thí dụ như bây giờ mình gặp một người nào nổi tiếng, mình cũng muốn dựa vào để mình có tiếng lên, nó cũng không đúng đó quý vị à. Những đức nói thiệt chứ, bây giờ những đức quanh năm ở trong chùa, quý vị tự nhiên quý vị cũng đến nè. Tại vì sao? Vì bây giờ người ta đi đến đây người ta tu, người ta vui, người ta an lạc thì tự người ta đến thôi. Còn nếu như người ta đến cái nơi nào đó mà người ta tu, người ta không được an lạc đến làm chi? Thí dụ như giờ người ta đến đây mà vui vẻ an lạc, được hướng dẫn đàng hoàng, một người ta đồn trăm, trăm người ta đồn ngàn, là tự nhiên ngôi chùa đó thịnh vượng là do vị hướng dẫn người ta. Chứ không phải là mình nương vào ai đào nổi tiếng để mình mau nổi tiếng. Quý vị phải nhớ cái câu mình nương vào người ta nổi tiếng chứ đâu phải mình nổi tiếng. Nên cái việc làm là phải thật chắc 100%, là mình phải nhiệt tình. Thôi nguyện Tam Bảo gia hộ cho quý vị thân tâm thường an lạc, và ai cũng siêng năng niệm Phật để cuối cuộc đời chúng ta đều hẹn gặp nhau ở thế giới cực lạc nha. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.